Bạn đang học đầu tư và chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn gặp khó khăn trong việc chọn lĩnh vực để đầu tư? Hay bạn đang đầu tư không hiệu quả bởi tin tưởng nhầm vào chuyên gia? FTV ở đây để giúp đỡ bạn. Được thành lập từ năm 2008 bởi nhóm chuyên gia có trên 10 năm kinh nghiệm trong đầu tư tài chính và quản lý quỹ tại thị trường Việt Nam. FTV luôn tập trung phát triển đội ngũ chuyên gia giỏi để mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng cần phải có kiến thức thực tế, phải thành công trước thì mới có thể đem lại lợi nhuận cho khách hàng. FTV lớn mạnh với đội ngũ nhân viên tài năng, trí tuệ, luôn đặt nhu cầu của khách hàng là trọng tâm của sự phát triển. Và kết quả, 100% khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ mà FTV đã cung cấp trong những năm qua. Đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia của FTV đã xây dựng thành công phương pháp phân tích đầu tư hiệu quả và đã được kiểm định trên thị trường tài chính Việt Nam và thế giới. Các dịch vụ của FTV: 1. Quản lý quỹ đầu tư. 2. Tư vấn đầu tư hàng hóa, giao dịch hàng hóa, thị trường đã có trên thế giới từ rất lâu và mới đây đã được cấp phép giao dịch tại Việt Nam và liên thông với quốc tế từ năm 2018 bởi Bộ Công Thương. Giao dịch hàng hóa, trong đó có hàng hóa phái sinh là một sản phẩm chuyên biệt của thị trường tài chính để phòng ngừa rủi ro, ổn định kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho các nhà sản xuất, đơn vị xuất nhập khẩu, người nông dân. Đồng thời, nó cũng là một kênh đầu tư sinh lời hiệu quả tương tự như chứng khoán, không đòi hỏi nguồn vốn lớn. Triết lý hành động của FTV đó là chúng tôi luôn lấy khách hàng làm trung tâm và dựa trên cái nền tảng là 5 chữ T, đó là tâm, tín, tin, trí, trị. Thì tại FTV, đội ngũ của chúng tôi là luôn nỗ lực nâng cao chuyên môn để nhằm mang lại cái giá trị tốt nhất cho khách hàng và cùng nhau để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Tận tâm phục vụ khách hàng, luôn giữ chữ tín trong mọi hoàn cảnh, nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, đối tác, luôn trau dồi học hỏi, mang trí tuệ phục vụ khách hàng. Luôn hướng đến giá trị tốt nhất cho khách hàng và thành viên của mình. Chúng tôi luôn nỗ lực để tiên phong và đổi mới công nghệ trong lĩnh vực tài chính, với mục tiêu trở thành thương hiệu Việt mang tầm vóc quốc tế, mang lại giá trị cho khách hàng và là điểm đến tin tưởng cho các đối tác và thành viên của mình. Hãy cùng FTV lập kế hoạch và đi đến thành công!